6:30. Người bệnh rất cần nghiên cứu pháp hộ niệm. Tại sao vậy? Là người đang bệnh, biết bệnh rồi thì phải mau mau nghiên cứu pháp hộ niệm. Tại vì một lần mà nghiên cứu mở ra một cái chân trời mới đã như vậy. Một lần nghiên cứu mở ra một cái hướng nhìn mới, nó cho chúng ta thấy một cái điều mới đấy. Nhờ cái điều mới đó mà chúng ta tự mình tốt nạn. Chứ vì nên nhớ kỹ điều này, chính mỗi người chúng ta phải thực hiện lấy con đường giải thoát, con đường vạn sinh. Ban hộ niệm chỉ là những người hướng dẫn giúp đỡ chúng ta lòn lõi len lách qua khỏi những cạm bẫy. Người ta dẫn mình đi, nhưng mình phải đi, phải thực hiện. Mỗi người phải tự thực hiện lấy. Pháp hộ niệm thực thi được đạo pháp giải thoát sanh tử luân hồi cụ thể vững vàng trong một đời này. Đã có chứng minh cụ thể, nhờ sự chứng minh cụ thể này mà làm cho cái tâm đạo của chúng ta vững vàng, chúng ta đi con đường cụ thể thiết thực để cứu người thoát nạn. Tại sao người bệnh rất cần nghiên cứu pháp hộ niệm? Câu trả lời A: vì để biết rõ những gì cần làm để chính mình thực hiện mà đi vãng sanh. Đúng không chư vị? Chờ cho ban hộ niệm tới khai thì nhắc lên nhắc xuống để mình đi, tức là cũng hơi tệ tệ được đó. Giả sử như lúc đó mình còn sáng suốt nghe lời ban hộ niệm thì đỡ, lúc đó mình không sáng suốt nữa thì sao đây? Mình mê rồi thì làm sao đây? Con cái mình nó cám nhân thì làm sao đây? Mình muốn thực hiện mà đầu mình nhức như búa bổ, mình không thể nào mở mắt ra được thì làm sao đây? Chư vị ơi, khó vô cùng. Như vậy thì muốn làm được cái gì đó, mình phải biết trước để chuẩn bị. Chuẩn bị những cái gì mà mình cần làm. Biết pháp hộ niệm, chúng ta biết ngăn ngừa trước được đấy. Chúng ta giải tỏa được đấy. Ráng đi, vì huệ mệnh ngàn đời ngàn kiếp của mình. Tất cả những lời lẽ trong này giống như làm công việc kết tập. Những lời của chư tổ nói, những ý của kinh nói, của những vấn đề mà xảy ra trong khắp các nơi khi mà cái hộ niệm để mà tìm cách giải quyết mà thôi. Chứ không phải là do ông là người sáng chế ra, làm ra những phương pháp này đâu. Cho nên khi mà một người bệnh mà nghiên cứu rõ pháp hộ niệm thì tự họ biết rõ những gì cần làm. Từng điểm chúng ta mổ xẻ, không có gì gọi là mông lung cả. Có biết mới thực hiện. Không thực hiện được thì ý đồ vãng sanh chúng ta cũng chỉ là ở trong tư tưởng mà thôi. Cho nên mỗi câu nó đều có lý và sự. Lý là chúng ta muốn vãng sanh, sự là chúng ta phải bước chân vào đất Tây Phương Cực Lạc mới được. Lý chúng ta muốn vãng sanh mà đời đời kiếp kiếp chúng ta vẫn ở cánh ta bà khổ nạn thì lý đó chỉ là lý suông, không bao giờ có thể cứu được ai. Thực sự, cho nên hiểu thấu là nói về lý, hành đúng là nói về sự, lý sự phải viên dung thì mới thực hiện được. Nếu nói lý không, không cách nào có thể cứu độ được một người mà đang ở trong một cái khối nghiệp bao trùm. Cũng giống như một người đang bị kẹt dưới cái đống xi măng cốt sắt do một cái trận động đó, mà nằm đó nói lý thì chết rồi. Chư vị ơi, phải la lên, ở ngoài la ở trong ta. Ở ngoài thì người ta khui xi măng ra, ở trong thì mình tôi đây chư vị ơi. Nhất định phải có cái tâm này, mình mới thoát nạn. Câu B: biết rõ những cạm bẫy mà chính ta có thể mắc phải để tránh trước, đúng không chư vị? Bây giờ tránh trước không được thì cái lúc đó vẫn phải tránh. Bây giờ mà chúng ta biết được, chúng ta cố gắng tránh dịch giải một số cạm bẫy. Hết chưa chư vị? Chưa hết đâu. Báo đáo với chư vị, chưa hết đâu. Tại vì có những cạm bẫy chúng ta không biết nó là cái gì, làm sao mà tránh. Nhưng mà nghiên cứu chúng ta có thể thấy được một số cái căn bản của những cạm bẫy chúng ta tránh được. Nhưng mà còn những cạm bẫy tế viên nữa. Có nhiều người cứ nghĩ rằng mình có thể tự lực cánh sinh để thực hiện. Nhưng mà khi đối diện với sự thật rồi thì có những cái vấn đề, những cái cạm bẫy, những cái ánh nặng nó quá ư là nhiều. Chúng ta vừa tránh cái này thì bị cái khác nó dập liền. Lúc đó trong tư thế cô đơn, bạch quẻ, một thân một mình, thôi đành phải chịu thua.
ách nạn nó là như vậy đấy. Có cách nào giải quyết không chứ vị? Có, nhất định có. Có cho nên mới có người vãng sanh. Chứ nếu mà không có giải quyết được ách nạn thì làm sao có người vãng sanh? Nhất định có đấy. Có ở đâu? Ở trong pháp hộ niệm này chưa vị. Ráng nghiên cứu đi rồi sẽ thấy. Dầm thành tâm nói thắng cho vị là hiểu tới đâu, dầm nói tới đó, tất cả đều mơ hết cái tâm của mình ra mà nó không dám một chút nào gọi là kẹo pháp đâu nhé. Không có kẹo đâu nhé. Cho nên cạm bẫy chính ta mắc phải rất nhiều cạm bẫy đó. Cạm bẫy của người phàm phu chúng ta là gì đây? Hôm qua dầm nói đó, đi dưới đất thì cạm bẫy người ta đặt dưới đất. Đi cái đường hướng đông thì có những cái cạm bẫy ở đường phương đông. Không ai biết cái người này đang đi hướng đông mà đặt cạm bẫy ở đường phương tây. Cho nên những cái cạm bẫy này là những cái gì cụ thể nhất, gần gũi nhất đối với chúng ta. Còn nói cao cao chút thôi là mỗi căn cơ có một vướng mắc riêng. Căn cơ cao thượng có những cái vướng mắc riêng của căn cơ cao thượng. Căn cơ thấp có những vướng mắc của những người thấp. Chúng ta phải đặt đúng vào cái trình độ căn cơ của mọi người mới cứu được. Ấn Tổ đối thuyết kinh giảng đạo cần phải hợp với căn cơ. Tại vì pháp Phật, pháp nào cũng vi diệu, không có pháp nào cao, không có pháp nào thấp, mà bắt buộc phải khế hợp với căn cơ thì mới sanh diệu dụng. Cũng như thuốc, không có thuốc nào dở, không có thuốc nào hay, mà đúng với cái bệnh thì nó mới cứu được, còn không đúng bệnh thì thôi chịu thua. Ngài Tịnh Không nói mỗi pháp của Phật cũng giống như một vị thuốc trong tiệm thuốc Tây. Vô cái tiệm thuốc Tây có hàng trăm hàng ngàn cái món thuốc như vậy. Đừng thấy cái món thuốc này tới 3.000 đô la một hộp nhỏ vậy. Vậy nhiều thuốc này ngon lắm, mua gì uống là ngon. Coi chừng mua gì uống chết ráng chịu. Mình đau đầu thì phải mua Panadol. Panadol có 1 đô la, tại sao cũng bỏ 1 đô la là mua. Mình bỏ tới 3.000 đô la để mua cái bệnh khác. Pháp của Phật cũng giống như vậy. Trở ngại là tại vì mình uống sai thuốc, nhầm thuốc không hợp với cái bệnh của mình mà mình bị. Nên nhất trực kỹ cái điểm này. Cho nên Phật dạy là trạch pháp là như vậy. Nhưng mà chính ta trạch pháp cũng không được. Tại chính ta trạch pháp là chính ta tự vào tiệm thuốc Tây. Thấy cái nào ngon ngon là trạch lợm liệt, chỉ uống sai. Phải nhờ tới bác sĩ cho tôi. Học pháp Phật chúng ta phải nghe lời Phật dạy chứ vị ơi. Phật dạy thời mạt pháp niệm Phật mới thành tựu, thì chúng ta phải chọn pháp niệm Phật. Như vậy là chúng ta theo đúng vị bác sĩ cứu về tâm linh của chúng ta rồi. Rồi Phật dạy phải uống liều lượng như thế nào, làm như thế nào, thế nào là chúng ta phải theo liều lượng đó, chính là pháp hộ niệm này đây. Chúng ta phải làm cho đúng, uống quá liều cũng không được, uống ít liều cũng sai. Chính là pháp hộ niệm này đây. Trong kinh Phật huyền có rất nhiều lần hộ niệm. Chính Đức Thế Tôn cộng hộ niệm. Hoàng hậu Vi Đệ chính Đức Thế Tôn về khai thị hướng dẫn cho Hoàng hậu Vi Đệ. Hoàng hậu Vi Đệ chọn Tây Phương Cực Lạc. Phật nói được được, Hoàng hậu hãy mau mau niệm Phật cầu về Tây Phương. Chính Hoàng hậu Vi Đệ phải niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì Hoàng hậu này mới được vãng sanh. Chứ nếu mà họ không niệm Phật, Đức Thế Tôn cũng là chịu thua. Hãy nhớ những cái huyền ký của Phật dạy trong kinh. Tự mỗi chúng ta phải làm. Phật chỉ soi đường dẫn lối, chúng ta phải tự đi. Ban hộ niệm chỉ dẫn đường dẫn ngã cho chúng ta. Tất cả chúng ta phải đi, phải làm cho đúng thì tự nhiên chư vị sẽ thành tựu. Còn chư vị không làm thì đành phải chịu thua vậy thôi, chứ không biết làm sao. Biết rõ những sơ suất mà người khi lâm chung thường xuyên phạm đến để lo tu sửa ngay từ bây giờ. Đúng không chưa vậy? Tại sao phải lo sửa ngay từ bây giờ? Tu hành mà. Tu là sửa. Hành là hành động sai trái. Muốn đi về Tây Phương là một pháp tu. Những hành động nào sai lệch với con đường về Tây Phương chúng ta phải lo sửa đi. Sửa ngay từ bây giờ, chứ không phải đợi đến lúc lâm chung rồi mới sửa. Nên nhớ lâm chung mà được vãng sanh thì điểm đầu tiên yêu cầu là phải tỉnh táo. Chứ
chư vị hãy nghiên cứu đi, làm một cuộc điều tra khắp cả Đông Tây Nam Bắc đi. Trên thế gian này mấy ai được tỉnh táo khi xả bỏ báo thân này? Họ lâm đây chư vị. Rồi trong những người mà hiếm hoi tỉnh táo khi lâm chung, hỏi rằng là họ tỉnh táo cái cách nào đấy? Có nhiều người nói tỉnh táo, tôi nói đây là người tỉnh trong mê chứ không phải là tỉnh trong tỉnh. Có bao nhiêu người tỉnh trong tỉnh đấy mà đi đây? Tỉnh trong mê, tại vì không có bị coma, nhưng mà người ta không biết đường nào đi, tức là người ta vẫn còn đang trong mê. Trung trùng từng cấp như vậy, cho nên chưa vị ấy, làm sao có thể đưa một người vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc? Khó vô cùng. Ấy thế mà Hồ Niệm đã gỡ cho họ để họ về Tây Phương, cứu được một người, bắt buộc người đó phải vượt qua trung trùng nạn để mà sau cùng vãng sinh. Chứ vị thấy không? Nếu không có Hồ Niệm, họ bị trung trùng những ách nạn đó mà để tiếp tục đi theo trung trùng cảnh giới vô lượng vô biên cảnh giới về sau trong đau khổ. Công đức này làm sao mà mình nghĩ rằng là nhỏ được? Họ thượng tịnh không nói, không có một cái công đức nào mà có thể sánh bằng công đức hộ niệm cho người vãng sinh, là tại vì Ngài nói như vậy đấy. Chư Phật trên mười phương chúng cứu một người trở về Tây Phương, các Ngài cũng đắng mồm đắng miệng nói lên nói xuống, nói ra nói vô, nói mãi mãi cho chúng sanh ngộ nhập được con đường đạo mà đi. Nếu chúng sanh không chịu ngộ thì đành chịu tu. Chư Phật mười phương thấy phiên nhau chúng thế gian này nhiều lắm chư vị ơi, âm thầm muốn chúng sanh thoát nạn, chúng sanh phải tiếp nhận lời pháp của Ngài, phải đi cho đúng, đừng có sai. Tham sân si mạng nghi ác kiến nhất định tìm cách giảm đi. Chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu, thực đúng như vậy chư vị ơi. Ngài không tổ nói hay lắm, chí thành chí kính, thành tâm tin tưởng thì chúng ta thoát nạn. Với cái dạng phàm phu này mà chúng ta tự nghĩ mình là vượt qua nạn, tự mình được đi, khó lắm. 1 triệu người tìm không ra một người, đau khổ lắm đấy. Cho nên nhờ nghiên cứu pháp hồn này mà chúng ta biết được những sơ suất. Sơ suất cái gì? Người đời thường sợ chết, 100 người người nào cũng sợ chết. Chúng ta là người biết đạo rồi, chúng ta không thấy cái chết đó nữa, tự tại trước cảnh sanh tử rồi. Người không sợ chết là người tự tại trước cảnh sanh tử, rõ ràng không? Người không biết tự tại trước cảnh sanh tử, cho nên trước cảnh phải chết rồi, ngày đêm họ lo âu sầu bi rầu để gì đó, tâm của họ bị trôi trong cái đó, làm sao có thể gỡ ra đây? Sợ suốt quá sợ suốt, chúng ta quá sợ suốt. Sanh già, một người mà cứ ngày nào cũng cứ chăm chấp nhan sắc của mình, hình như cái tập của mình có 50 sợi, nó bạc tới 49 sợi rồi chư vị ơi. Cái chăm gì chăm nó cũng bạc thôi, đúng không chư vị? Có một cái cọng tóc bạc ở trên mái tóc chúng ta là một cái lá thư của Diêm Vương gửi chúng ta, và chúng ta cũng thấy đang nói chuyện mà bị nhức đầu chóng mặt, lại là một lá thư nữa mà không hay, đúng không chị bệnh? Trung trùng những chướng nạn, trung trùng những lá thư của Diêm Vương gửi chúng ta, cảnh giác chúng ta, chúng ta không hay. Bây giờ mình hiểu được như vậy thì rõ ràng chúng ta phải hiểu mà tránh những sơ suất này đi, không thì kẹt lắm. Những người sợ bệnh, sợ bệnh là một cái sơ suất rất nặng, làm cho chúng ta bị kẹt trong cảnh sanh tử luân hồi, không thoát nạn được. Ngài Ấn Tổ nói là một người đối diện với cảnh chết rồi mà cứ cầu mong cho mình được sống lại, còn nước còn tắc, thì dẫu cho, xin thưa thật với chư vị, hàng ngàn ban hộ niệm có thương tình tới hộ niệm, thì người đó cũng không thể được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nói thêm nữa, chư Phật mười phương phóng đại quang minh tới cứu người này cứu này cũng không được, tại vì chư Phật đâu có quyền chen vào sự tự do cá nhân của một người. Tất cả chỉ là nhân quả của chính mình, tự mỗi người phải đi lấy. Ngài chỉ dẫn đường đưa lối đi như vậy thì chúng ta thành tựu. Từ cá nhân chúng ta thực hiện con đường tương lai mà thôi. Đó là cái lý đạo tất cả.
cả đều do chính cái tâm nguyện của mình mà thôi, gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Trên tất cả những lời nói của vị Ma-đen là động viên cái năng lực của từ tâm chư vị, cái nguyện lực của chư vị cho mạnh mẽ, hay nói chung là cái tâm lực của chư vị mạnh lên thì cuộc đời này chư vị theo cái nguyên lực màu xanh Tây Phương Cực Lạc, đừng nên sới chạy theo nghiệp lực ngang chư vị. Lực là nó có cái sức mạnh, nghiệp nó cũng có cái sức mạnh, mà cái tâm cũng có cái sức mạnh. Tâm lực mà yếu thì chư vị đành phải theo nghiệp lực mà chịu thọ nạn. Nếu tâm lực chư vị mà mạnh đó thì nghiệp lực nó là một cái nền tảng để chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Trong đạo Phật chúng ta, pháp môn niệm Phật nói đến danh từ đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh có bốn chữ thôi. Thực ra nếu mà khai thác cái chỗ này, xin thưa thẳng, nhiều khi một năm trường mình nói cũng không hết. Đới nghiệp, đới nghiệp, đới nghiệp, nó cả một cái đạo lý rất là vi diệu. Dâm xin tóm tắt tại đây, tâm lực của mình có chủ thể, có tự tánh, tự mình đi lấy. Nghiệp lực nó mạnh vô cùng, là một quả bom nó có thể làm cho mình banh thây nát thịt, làm cho chúng ta bị thương nặng nề và chết không biết bao nhiêu người. Nhưng mà nó không có tự tánh. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Vì nắm vững cái điểm này cho nên chưa phải mạnh dạn lấy tâm lực này mà đi về Tây Phương. Đừng nên chạy theo nghiệp lực, đừng nên sợ sạch nó làm chi nữa. Hãy quyết lòng đi chưa vậy. Tâm lực đè bẹp nghiệp lực là như vậy. Cho nên pháp môn niệm Phật, Phật dạy chúng ta là dùng nguyện lực mà đi về Tây Phương. Như vậy đi về Tây Phương là chúng ta tùng nguyện vạn sanh, chứ không phải tùng nghiệp thọ báo. Nếu trực chỉ đến này, cho nên Phật chỉ dạy là tin tưởng nguyện vạn sanh và niệm câu A Di Đà Phật. Nhiều vị chư tổ vì nhấn mạnh trong này cho nên đưa ra chỉ hai vấn đề thôi: một là tin tưởng vững vàng, hai là nguyện vãng sanh Tây Phương Tam Thiếu. Chỉ hai điểm này tôi giúp cho chư vị trở về Tây Phương thành đạo có ý nghĩa hết, có ý nghĩa hết. Đáng tiếc là chúng ta không đủ thời gian mà nói. Hy vọng trong này chư vị sẽ nghiên cứu và hiểu thêm. Thật sự tuyệt vời, tuyệt vời. Nam mô Bồ Tát Phật.